Một ngày đi khách của Tony diễn ra như thế nào? Thì tôi cũng xin hello gông luôn nhá. Ngày hôm nay xin mời gông theo chân tôi đến nhà của một bạn fan cứng của tôi luôn. Cứng đúng nghĩa luôn nhá. Cái gông cứ nhìn quanh nhà nó xem có cái gì đâu. Chẳng có gì ngoài bể cá. Khổ chứ này. Thực ra mục đích của ngày hôm nay tôi sang đây là để hoàn thiện nốt cái bộ đá quậy cho em nó chơi hè. Tuy nhiên thì thôi, ông vớ được mình ông mừng qua. Ông bảo thôi anh tân trang lại luôn cái con rừng Cubic 30 cho em chơi cho nó rực rỡ ấy. Đấy, còn đây trên hình ảnh các ông xem là nhân vật chính của ngày hôm nay đấy. Đây là một con bể siêu trong. À, kích thước là 90, 40, 30 chơi theo phong cách cuội suối và mix nhẹ với lại cái hệ thống cây cối rất là đơn giản thôi. Mà nhỏ cái đang làm cái khúc này bố ấy bị vợ bắt đi ship hàng ạ. Thế nên là toàn bộ cái video clip này tôi phải làm trong cái điều kiện là không có ánh sáng và đèn thì bố ấy hẹn giờ. Nếu như ông nào hay theo dõi tôi ở trên Facebook cá nhân là Tony Huy Nguyễn ý, thì sẽ nhận ra là bố cục này tôi chia sẻ khá là lâu rồi. Tuy nhiên khoảng tầm gần một tháng nay ông Phan Cửng để ông đi chơi, thế nên là hôm nay tôi mới có thời gian cũng như cơ hội đến đây để hoàn thiện và bàn giao. Với một cái bố cục đơn giản như thế này và cái yêu cầu tối thiểu về thời gian chăm sóc thì tôi cũng không khuyến khích ông sử dụng quá nhiều các cái cốt nền đâu nhá. Cái phần dinh dưỡng ấy, đối với bể này thì tôi chỉ sử dụng 2 lít cốt vũ aqua cũng như là sử dụng hệ thực vật là cỏ cọp. Nhưng đây mới là cái phần hay ho nhất của cái bố cục này nhá. Để giúp cho bố cục tự nhiên hơn cũng như là giúp đàn cá của các ông khỏe hơn, tăng miễn dịch cũng như giảm stress thì tôi sẽ sử dụng một túi lá khô như thế này và các ông lưu ý là phải luộc qua trước khi các ông thả vào nhá. Mà các ông cũng đừng quên bấm tim follow kênh của tôi đi nhá.